thì chắc ai già dịch cho nó phục học. Trời ơi có, thì tôi đâu có giấu đâu, từ ngày chị nói em bây giờ em đi nói hết, bây giờ ai cũng biết chị bơm lỗ tai hết trơn. Ai cũng biết chị bơm lỗ tai hết trơn. Mới cái lỗ tai mà chị cũng để nó yên nữa thì em sao mà yên với chị. Đó, trời ơi, thấy không? Trời ơi, chị đeo bông vô nó mới thấy được đẹp. Rồi vui quá bà con ơi. Không biết là tôi là coi như là tưởng là quay Vũng Tàu, tôi kéo cả gia đình nhân viên của tôi đi ra đây để tập trung để tắm biển, rốt cuộc quay ở Long Hải. Hello Cơn Phong. Quay chương trình gì vậy? Chương trình gì cũng chưa có biết đó. Chương trình gì cũng chưa có biết đó. Chị Giang, chị đang kéo một cái xe 50 chở ngồi, gia đình, công ty và hàng xóm để xuống đi bơi. Chỉ không biết quay ở đâu và quay chương trình gì. Chỉ với nghe biển là chỉ kéo đi thôi. Ê, đó mà. Gia đình bận bikini sẵn rồi. Bây giờ là sơ hở là gia đình tràn xuống bơi liền. Chị định cho mấy nhân viên đi Vũng Tàu mà tự nhiên cái có xô đi thôi thì ôi trời ơi, nhân nghiệp này đi luôn. Rồi tự nhiên cái qua Long Hải, ủa đâu có dính liễu gì hết trơn á. Bỏ quay xong ra chơi gì đâu. Gia đình bây giờ là nôn bơi dữ lắm. Ra bơi không bao giờ sợ chìm. Bao giờ mà áo màu sẵn trong người rồi. Hồi sáng em đang ngồi dưới, năm đứa nhà ở Giang với đứa nhỏ con, phải là 6 đứa từ bên trên càn xuống hết hồn luôn. Tưởng sư đoàn là tới thăm mình. Mà mỗi chị đã nói rồi. Đâu mà đi dữ vậy trời. Tên đi là tên đi tắm biển. Trời ơi, thay đồ rồi á. Ngon à. Ngon lành, ngon lành. Cái đồ này là chạy hết sức luôn đó. Hết sức ha. Không có vướng bận gì hết trơn á. Dạ. Chị ơi, nhưng mà cái thử thách này không có kêu chị chạy, kêu chị bơi. Vô thay bikini. Vô thay bikini. Thôi, để y chang vậy. Bây giờ mời chị Lê Giang và anh Tiền tới với cái máy ATM này. Bây giờ em chuẩn bị em bấm nha. Rồi, đi. Giang. Cái gì? Chị Lê Giang. Chị chạy đi đâu? Ta đi nè. Chưa có thử thách mà ơi. Chưa có. Bỏ đi để tao chạy. Trời ơi, quá. Trời ơi, chị có biết thử thách gì đâu mà chị chạy. Vô lại hả chị? Chưa. Trời, tao chưa nói. Đó, nhờ cái bà này mới nói nè. Cái bà đó mà xúi xong à. Nó kêu tao chạy đi kìa cái bà đây. Chị biết thử thách gì chưa? Chưa. Chưa chạy đâu. Ai biết? Ai biết? Trời đất ơi, giảng kỳ dễ sợ luôn. Giảng kỳ dễ sợ luôn. Tự nghe bình tĩnh nghe, coi bây giờ làm người ta coi thử thách cái gì đã nha.